Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đang nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu, đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Có một chàng thanh niên sống bê tha và tội lỗi. Anh cảm thấy chán nản và tuyệt vọng. Trong cơn khủng hoảng ấy, tình cờ anh đã được bước vào một ngôi nhà thờ và anh đã đến ngồi trước tượng Đức Mẹ. Anh không thuộc một lời kinh nào để cầu nguyện ngoại trừ kinh kính mừng mà anh đã được cha mẹ dạy từ thuở tấm bé. Và tự nhiên lời ấy vang lên, anh nhìn Đức Mẹ và lặp lại lời kinh kính mừng ấy, và anh chẳng biết gì, và anh đã thốt lên: nếu Đức Mẹ quả thực sự hiện diện nơi đây thì xin hãy làm cho con được tin. Và anh trở về, bỗng dưng có một luồng gió mát thổi vào tâm hồn. Anh cảm thấy bình an và sau đó đã lao lai cuộc đời mình nhờ vào việc đến với mẹ. Nhờ mẹ đến với Chúa. Tôi nhớ có lời của một bài hát mà khi còn học ở chủng viện có một hang Đức Mẹ. Tôi hay đi ra đó đứng để cầu nguyện. Bài hát của cha Kim Long: con không biết xin gì, con đâu dám xin gì, con chỉ đến nhìn lăng nắng mẹ thôi. Vì khi đã yêu rồi, con tim sẽ thay lời tấu lên khúc nhạc chiều mến mẹ ơi. Và thế, đó là tâm tình của một người con đối với người mẹ của mình. Và thưa anh chị, chúng ta trong ngày đầu năm này, chúng ta sẽ cảm nhận được mẹ Maria không phải chỉ là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, mà còn là mẹ của chúng ta. Đối với các linh mục thì ngày thứ bảy kính nhớ Đức Mẹ, còn gọi đến
Nói chung ấy là mẹ Maria là mẹ của tất cả chúng ta. Mẹ hằng yêu thương, chăm sóc và gìn giữ chúng ta. Khi sinh Đức Kitô, mẹ cũng sinh ra một nhân loại mới. Tư tưởng này rất quan trọng. Và chúng ta có được tư tưởng này là nhờ Thánh Phaolô đã xác quyết trong bài học 2 mà chúng ta vừa nghe. Khi thời gian viên mãn, Thiên Chúa sai con Ngài xuống thế, xin làm con một người nữ và sống dưới chế độ lệ luật để cứu chuộc những người sống dưới luật đó, hầu chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. À thì ra, một nhân loại mới được cứu chuộc trở thành con cái của Thiên Chúa. Là chúng ta có được điều ấy là nhờ vào một người nữ được Thiên Chúa tuyển chọn, là Đức Trinh Nữ Maria, là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng ta. Và Công đồng Vatican thứ hai đã diễn tả qua một nhịp nhận thể: Con Thiên Chúa đã tự liên kết mình với mọi người. Ngày làm việc bằng đôi tay, ngày suy nghĩ bằng khối óc, ngày hành động bằng sự lựa chọn và yêu thương bằng cả trái tim loài người. Sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ Maria, Ngài thực sự trở thành một người trong chúng ta, hoàn toàn giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Do đó, thưa anh chị, trong ngày đầu năm mới, khi mừng lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn đến Đức Mẹ. Mẹ luôn nâng đỡ bầu cử cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Không biết đến Mẹ là chúng ta không biết được món quà quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Món quà quý giá ấy đó là gì? Thưa, đó chính là tình mẫu tử của Mẹ đối với một người chúng ta. Điều này chúng ta hướng tới năm mới, một năm mới với niềm hy vọng mới, với cuộc đời mới, là cơ hội để chúng ta bắt đầu làm lại. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Năm cũ 2020 đã qua rồi, năm mới 2021 như một trang giấy mở rộng ra trước mắt chúng ta. Thật là thích hợp khi giáo hội trong ngày đầu năm để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này nhắc chúng ta nhớ đến tình mẫu tử của Mẹ, mà nhờ đó chúng ta có được niềm hy vọng mới và cuộc đời mới. Nếu ai đó trong chúng ta đang tìm cho mình một hướng đi trong năm mới, thiết tưởng không một hướng đi nào vừa bảo đảm lại vừa tốt đẹp cho bạn, hãy đi chạy đến với Đức Mẹ Maria. Với chức vụ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có đủ khả năng để bầu cử và giúp đỡ chúng ta. Với địa vị là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có dư tình thương để sẵn sàng thực hiện những điều chúng ta van xin. Do đó mà chúng ta vẫn thường hay dâng lời kinh: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Thánh Bernardo cũng đã có một cảm nghiệm thiêng liêng ấy khi Ngài xác quyết kêu xin Mẹ: chúng ta sẽ không bao giờ bị lầm đường lạc lối. Bởi đó, trong giây phút linh thiêng này, với những giờ đầu của năm mới 2021, chúng ta hãy đặt cho 365 ngày của năm mới này dưới sự che chở nâng đỡ của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời,
cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.